Chào các bạn, trên tay mình đang cầm đây là chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max đang chạy hệ điều hành iOS 16. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách lấy mật khẩu Wi-Fi để mình chia sẻ cho những điện thoại khác ha. Rồi, đầu tiên các bạn vào phần cài đặt này ha. Đó, các bạn vào phần Wi-Fi. Rồi, lúc này nó đã hiện cái Wi-Fi mình đã kết nối này ha các bạn. Đó, mình sẽ bấm vào cái chữ Wi-Fi nè. Cái này phải mình là cái chiếc điện thoại này mình đã kết nối rồi mình mới lấy mật khẩu được ha. Mình sẽ lấy mật khẩu để mình chia sẻ cho những chiếc điện thoại khác. Bây giờ mình bấm vào đây. Đó. Nó sẽ hiện cái mật khẩu, nó hiện mấy dấu chấm nè, các bạn bấm vào đây. Nó sẽ đòi Face ID thì mình đang quay mình không mở Face ID được ha. Bấm vào chai nè, chai để mình nhập password. Nhập password vô. Đó, nó sẽ hiện mật khẩu Wi-Fi lên nè các bạn ha. Rất đơn giản. Đó là có này, các bạn sẽ lấy cái mật khẩu này các bạn nhập qua cái chiếc điện thoại khác là ok. Đó. Rồi vậy là xong đó các bạn. Ha. Cái đơn giản. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này ha. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.